Tủ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay tủ thuốc gia đình xin tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm tiếp theo, đó là sản phẩm Rejansan. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên Rejansan chứa paracetamol 325mg, ibuprofen 200mg, tá dược vừa đủ một viên. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc. Thuốc Rejansan được chỉ định điều trị các cơn đau cơ xương từ nhẹ đến trung bình như đau cổ, đau vai, đau lưng, đau cơ bắp tay, bắp chân, cứng cơ cổ, viêm khớp, thấp khớp, viêm bao dịch hoạt, bong gân, viêm gân, vân vân. Giảm đau nhức đầu, đau bụng kinh, đau răng sau khi nhổ răng và sau tiểu phẫu, vân vân. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng: dùng đường uống, không dùng lâu hơn 10 ngày nếu không có hướng dẫn của bác sĩ. Liều dùng: người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên uống 1 viên mỗi 6 giờ khi cần hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. Lưu ý: liều dùng trên chỉ mang tính chất tham khảo, liều dùng cụ thể tùy thuộc vào thể trạng và mức độ tiến triển của bệnh. Để có thể dùng liều phù hợp, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên viên y tế. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc. Người bệnh dị ứng với các thành phần của thuốc aspirin và các axit khác, người bệnh loét đường tiêu hóa tiến triển, người bệnh suy gan thận hoặc hen, co thắt phế quản, bệnh tim mạch, rối loạn chảy máu, vân vân. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc. Đối với ibuprofen thường gặp sốt, mệt mỏi, chướng bụng, buồn nôn và nôn, nhức đầu, chóng mặt, bồn chồn, mẩn ngứa, ngoại ban. Ít gặp dị ứng, viêm mũi, nổi mề đay, đau bụng, loét dạ dày, chảy máu dạ dày, ruột, lở loét, mất ngủ, ù tai, rối loạn thị giác, giảm thính giác, thời gian chảy máu kéo dài. Hiếm gặp phù, hội chứng Tavenjensen, rụng tóc, trầm cảm, nhìn mờ, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, tăng bạch cầu ưa eosin, gây thiếu máu, chức năng gan bất thường, viêm gan, nhiễm độc gan, viêm bàng quang, đái ra máu, suy thận cấp, viêm thận kẽ, hội chứng thận hư, vân vân. Đối với paracetamol, ít có tác dụng phụ khi được dùng với liều và thời gian đề nghị. Phát ban ở da, rối loạn dạ dày ruột nhẹ đã được báo cáo, vân vân. Thận trọng khi sử dụng thuốc. Những thận trọng khi sử dụng thuốc này. Những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này. Cần thận trọng khi sử dụng thuốc này cho các đối tượng mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp. Cần thận trọng khi sử dụng thuốc này cho các đối tượng được nhắc đến ở phần chống chỉ định. Phụ nữ đang trong quá trình cho con bú cần thận trọng giữa cho con bú và việc dùng thuốc, bởi vì thuốc có thể ảnh hưởng đến con trẻ thông qua việc cho con bú. Tuyệt đối không sử dụng thuốc này cho phụ nữ mang thai hoặc có dấu hiệu mang thai. Thuốc có thể gây ảnh hưởng đến nguy cơ nhiễm độc thai nhi, các bộ phận của thai nhi có thể bị tổn thương. Thuốc có thể gây ra các cơn buồn ngủ, chóng mặt, mờ mắt, do đó người bệnh cần thận trọng khi điều khiển phương tiện giao thông hoặc vận hành máy móc khi đang sử dụng thuốc. Lưu ý cần thiết: vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.